Thưa quý vị, Phú Sơn là địa phương được huyện Lâm Hà chọn làm điểm xây dựng xã nông thôn mới của huyện. Tuy nhiên, qua triển khai xây dựng, Phú Sơn vẫn còn nhiều bất cập, nhất là về đầu tư hạ tầng giao thông, môi trường cũng như giáo dục. Mặc dù nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, nhưng thực tế vẫn còn nhiều ngổn ngang ở địa phương này. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Con đường thôn Rờ Tiên, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà. Mưa lầy, nắng bụi. Đi lại vốn dĩ đã khó khăn, vận chuyển hàng hóa còn khó khăn hơn gấp bội. Mặc dù địa phương đã nhiều lần vận động nhân dân trong thôn đóng góp tu sửa và kiến nghị ngành chức năng huyện Lâm Hà, nhưng vì kinh phí quá lớn nên đến thời điểm này vẫn chưa thực hiện được. Các cháu học sinh thì đi học rất là khó khăn, cho nên bây giờ cũng cầu mong sao là ở trên tức là quan tâm với dân chúng tôi ở khu vực này. Tại đường này có lâu đời, có từ xưa. Mà bây giờ nếu mà nói về đối ứng thì dân chúng tôi chắc là nhiều hộ khó khăn. Hiện giờ trong cái khu vực này là dân mới. Cho nên cái sinh hoạt đi, cái thu nhập của người ta là rất là khó khăn. Nên đối với việc đối ứng giữa nhà nước và dân rất là phức tạp. Mà vận động đóng góp để xây dựng họ cũng rất là thích. Nhưng mà vì hoàn cảnh, vì điều kiện cái kinh tế khó khăn. Thực tế về hạ tầng giao thông nêu trên cũng đã cho thấy, tuy là xã được huyện Lâm Hà chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, nhưng đến thời điểm này, xã Phú Sơn mới chỉ đạt 13 trên 19 tiêu chí. Ngoài khó khăn về hạ tầng giao thông, thì vấn đề xử lý môi trường, đầu tư xây dựng trường học của xã Phú Sơn vẫn chưa đảm bảo. Cũng cần nói thêm rằng, Phú Sơn là xã khá đặc thù. Hầu hết dân cư nằm dọc tuyến đường đèo, nên việc đầu tư hạ tầng cũng là điều khó khăn ở địa phương. Hầu hết nhân dân trên địa phương đồng tình hưởng ứng cái chương trình xây dựng nông thôn mới này. Song bên cạnh đó thì những cái công tác xây dựng nông thôn mới nó cũng còn nhiều cái khó khăn bất cập. Cái nhất là đường giao thông nông thôn nó cũng còn ảnh hưởng đến cái công tác đi lại vận chuyển hàng hóa cho nhân dân. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, mặc dù là hiện nay xã cũng có được một trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục. Song bên cạnh đó còn nhiều trường cũng chưa được xây dựng cơ sở đảm bảo đúng theo cái quy trình cũng như là cái tiêu chí để xây dựng. Xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà được thành lập từ năm 1930 với 1.500 hộ dân và trên 9.000 nhân khẩu, là địa bàn trọng điểm của huyện Lâm Hà trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây cà phê. Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt trên 40 triệu đồng một người một năm. Qua 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Tuy nhiên, một số công trình cần sự hỗ trợ của nhà nước thì xã Phú Sơn chưa được đáp ứng. Đây cũng là khó khăn trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đường xá đi lại của nông thôn á, cũng có khu dân cư mà nó không hoàn thành, không đàng hoàng thì chúng ta bị ảnh hưởng cái trong một những 19 tiêu chí đó. Mong rằng các cấp về quan tâm về cái công tác đường giao thông nông thôn cho xã Phú Sơn, tự vì xã Phú Sơn là một xã cũng được thành lập trước năm 30, cái truyền thống cách mạng thì cũng hết sức là cao, cái nhận thức của nhân dân về công tác lĩnh vực tư tưởng chính trị cũng hết sức là mạnh, nên cũng mong muốn là các cấp cũng quan tâm giúp đỡ. Ngoài huy động nội lực trong nhân dân, sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, thì việc phân bổ nguồn kinh phí cho từng địa phương cũng cần có sự đồng bộ. Các ngành chức năng của tỉnh, của huyện Lâm Hà cần có những giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ để xã Phú Sơn phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đạ Tẻ đã giải quyết cho trên 2.200 lượt khách hàng vay vốn với số tiền hơn 54 tỷ đồng. Tổng dư nợ của đơn vị đến thời điểm này là gần 180 tỷ đồng với hơn 6.100 nông hộ.